Xe Trung Quốc Beijing X7 tiếp tục chuỗi doanh số thảm tại quê nhà. Lượng xe Beijing X7 bán ra trong tháng 2 tại thị trường Trung Quốc chỉ đạt 500 chiếc, nối dài thêm chuỗi tháng thảm bại của mẫu xe này. Kết quả, 500 xe giao trong tháng 2 của Beijing X7 tại quê nhà chỉ bằng 25% so với mức hơn 2.000 xe đạt được trong tháng 1. Còn so với tháng trước đó, tình hình kinh doanh của mẫu ô tô này đi xuống suốt nửa năm qua, giảm dần 10 lần so với lúc lập đỉnh hồi tháng 8 năm 2020. Tại thị trường tỷ dẫn với mức sức tiêu thụ ô tô thuộc nhóm đứng đầu thế giới, doanh số 500 xe một tháng của Beijing X7 là một kết quả tệ. Thực tế, tháng 2 rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán ở Trung Quốc nên sức mua của toàn thị trường đều giảm, nhưng tình hình của Beijing X7 lại thê thảm hơn cả. Thứ hạng của Beijing X7 xét về doanh số tụt xuống thứ 265 tại Trung Quốc, trong khi tháng trước đó ở vị trí 212. Trước tình hình không được cải thiện, mẫu xe này có thể bị biến mất hoàn toàn khỏi thị trường nội địa. Được đưa về theo một công ty nhập khẩu tư nhân tại Hải Phòng, Beijing X7 có thời gian gây sốt tại Việt Nam khi được giới thiệu với mức giá 668 triệu đồng, rẻ hơn đáng kể so với đối thủ mà lại ngập tràn công nghệ. Cùng phân khúc có Hyundai Tucson 799 đến 940 triệu, Honda CR-V 998 triệu đến 1 tỷ 118 triệu đồng. So với lượng ô tô đang bán ra tại Việt Nam thì doanh số của Beijing X7 theo dự đoán của giới chuyên gia là rất nhỏ. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng đã xuất hiện tại thị trường xe cũ. Thậm chí có chủ nhân đã giao bán chiếc xe Trung Quốc này khi mới chỉ lăn bánh được vài trăm km.